Man City hòa điên rồ với Tottenham, Liverpool lên nhì bảng. Huấn luyện viên Erik ten Hag nắng gần Marcus Rashford. Câu lạc bộ Yokohama xuống hạng, công phượng chưa rõ tương lai. Man City hòa điên rồ với Tottenham ở trận đấu được chờ đợi nhất. Một lần nữa, Tottenham là khắc tinh của Man City và cá nhân của huấn luyện viên Pep Guardiola khi họ đã cầm hòa thành công 3 đều tại Etihad nhờ cú đánh đầu phút 90 của Kulusevski. Trận đấu thực sự đáng xem từ đầu tới cuối, từ Son Heung-min ghi bàn cho cả hai bên cho tới Jack Grealish tỏa sáng từ ghế dự bị và những quyết định gây tranh cãi của các trọng tài trong thời gian bù giờ. Arsenal đã chắc ngôi đầu bảng vào tối thứ bảy. Những kết quả hòa này của Man City còn khiến họ bị đẩy xuống thứ ba, bởi trước khi họ ra sân, Liverpool đã thắng kịch tính 4-3 trước Fulham trong một trận cầu toàn các bàn thắng đẹp từ phía Liverpool. Họ để cho Fulham ngược dòng dẫn 3-2, nhưng Wataru Endo và Trent Alexander-Arnold đã lập công 2 lần trong vòng chỉ hơn 1 phút để Jacob đoạt 3 điểm. Trận thắng này giúp Liverpool leo lên vị trí thứ 2 với 31 điểm, hơn Man City 1 điểm và kém Arsenal 2 điểm. Tottenham với 1 điểm có được đã lấy lại vị trí thứ 5 từ tay Newcastle chỉ một ngày sau khi Newcastle đánh bại MU. Đây là một vị trí rất nhạy cảm với cả hai đội bóng, bởi sau vòng 15, Tottenham sẽ đón tiếp chính Newcastle trên sân nhà vào ngày 10 tháng 12 tới đây, trong trận đấu hứa hẹn ảnh hưởng đến cục diện đua top 4 ở giữa bảng xếp hạng. West Ham đánh mất thế dẫn bàn trước Crystal Palace trong trận hòa 1 đều và do đó họ lỡ cơ hội vượt lên trên Brighton. Đội bóng này đã thua sát nút 2-3 trước Chelsea ở trận đấu cùng giờ. Brighton chỉ hơn West Ham 1 điểm nhưng vị trí của hai đội ở thứ 8 và thứ 9 vẫn không thay đổi. Trong khi đó, Chelsea dù vẫn đứng thứ 10 nhưng chỉ kém West Ham 2 điểm. Thắng vất vả Atletico, Barcelona trở lại đường đua vô địch La Liga. Ở trận cầu tâm điểm của vòng 15 La Liga, Barcelona có cuộc tiếp đón Atletico Madrid trên sân nhà. Cả hai đội đều rất cần điểm ở trận đấu này để nuôi hy vọng bám đuổi hai đội dẫn đầu là Real Madrid và Girona. Đội chủ nhà Barca triển khai thế trận tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sau một vài cơ hội ghi bàn bị bỏ lỡ, đội bóng xứ Catalan có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 28. Đây cũng là tỷ số được chủ nhà giữ tới đến cuối trận, giành 3 điểm quý giá trước Atletico Madrid, giúp Barca vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga với 34 điểm. Kém hai đội xếp trên là Real Madrid và Girona 4 điểm. Trong khi đó, Atletico Madrid xếp thứ 4 với 3 điểm, ít hơn chính đối thủ nhưng còn một trận chưa đấu. Mbappe cứu PSG khi Donnarumma sớm bị đuổi. Chuỗi phong độ kém ấn tượng của thủ thành Donnarumma tiếp tục được đánh dấu bằng tấm thẻ đỏ trực tiếp trong cuộc đối đầu mới đây giữa Paris Saint-Germain và Le Havre. Phút thứ 10, tiền đạo của đội chủ nhà lao xuống gây áp lực lên thủ môn Donnarumma, thủ thành 24 tuổi chân trừ một nhịp trước khi quyết định phá bóng. Nhưng tiền đạo của đối phương là Casemiro nhanh hơn một nhịp và chạm bóng trước. Đá vung chân của Donnarumma không hãm lại khiến anh đá trúng đầu của Casemiro bên ngoài vòng cấm. Đây là tấm thẻ đỏ trực tiếp thứ hai trong sự nghiệp của Donnarumma. Dù chưa thiếu người nhưng PSG vẫn ghi được bàn nhờ công của các ngôi sao là Kylian Mbappe và Vitinha. Huấn luyện viên Erik ten Hag nắn gân Rashford. Sau một mùa giải bùng nổ mạnh mẽ vào năm ngoái, ghi tới 30 bàn thắng trên mọi đấu trường, ở mùa giải năm nay chứng kiến một Rashford có phong độ chạm đáy. Đến thời điểm này của mùa giải, tiền đạo được kỳ vọng số 1 của MU mới chỉ có được vòn vẹn 2 bàn thắng sau 18 lần ra sân. Trong trận thua muối mặt trước Newcastle ở vòng 14, MU hiện đã tụt xuống tận vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Ở trận đấu này, số 10 của MU là một trong những cầu thủ thi đấu tồi tệ nhất. Tiền đạo người Anh dường như mất hút trên sân với số lần chạm bóng là rất hạn chế và không thực hiện được bất cứ tình huống đáng chú ý nào trước khi bị rút ra khỏi sân. Sau trận đấu, trước những lời chỉ trích dữ dội của người hâm mộ và giới truyền thông, huấn luyện viên Erik ten Hag đã phải lên tiếng khẳng định rằng không cần chờ báo giới mà chính tôi sẽ là người trực tiếp nói chuyện với Rashford. Tôi biết rằng cậu ấy đang phải chịu vô số áp lực, nhưng cậu ấy vẫn đang tập luyện rất chăm chỉ và vẫn nỗ lực hết mình. Toàn đội sẽ luôn sát cánh bên cậu ấy, giúp cậu ấy sớm lấy lại phong độ. Tất nhiên, về màn trình diễn của cậu ấy ngày hôm nay, tôi không có lời nào bào chữa. Trắng tay tại sân khách khiến MU bỏ lỡ cơ hội áp sát top 4 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mùa này. Hiện tại, Quỷ Đỏ có 24 điểm, rơi xuống vị trí thứ 7. Trong khi đó, Newcastle đã tạm vươn lên xếp vị trí thứ 5 với 26 điểm. Ở vòng đấu sau, Quỷ Đỏ tiếp tục có một trận đấu khó khăn khi đụng độ Chelsea.
Câu lạc bộ Yokohama của Công Phượng chính thức bị xuống hạng. Ở vòng đấu cuối của J-League 2023, câu lạc bộ Yokohama nhận thất bại 1-2 trước Kashima Antlers và phải xuống chơi ở hạng 2 mùa tới. Trước lượt này, đội bóng của Công Phượng ghi được 29 điểm, kém đội phía trên là Kashiwa Reysol 3 điểm. Hiệu số bàn thắng bại của Yokohama là -26, trong khi của đối thủ là -14. Điều này có nghĩa thầy trò huấn luyện viên Yomoda Suhei phải thắng đậm, đồng thời hy vọng Kashiwa Reysol thua đậm. Tuy nhiên, cả hai điều kiện này đều không xảy ra. Yokohama làm khách trên sân của Kashima Antlers. Họ thi đấu nỗ lực kiểm soát bóng ngang bằng đội chủ nhà nhưng không tận dụng được hiệu quả các cơ hội. Công Phượng gia nhập Yokohama ở đầu mùa giải 2023. Cầu thủ này không chấn thương nhưng bị huấn luyện viên Yomoda Suhei bỏ rơi. Tiền đạo sinh năm 1995 chỉ được đăng ký 2 trận đấu với câu lạc bộ Hiroshima và Nagoya Grampus. Anh được tung vào sân ở 1 phút cuối cùng trong trận gặp Nagoya Grampus diễn ra vào ngày 5 tháng 4 vừa qua. Việc Công Phượng không thi đấu khiến anh mất cơ hội triệu tập lên đội tuyển Việt Nam và không có tên trong danh sách đợt tập trung tháng 11 vừa qua.